Cái anh đen đen này mới có 4 tháng mà sung quá chừng sung. Trời ơi, Sam chịu đựng luôn. Ôi cái mặt Sam dính gì đấy, lem lút trơn rồi. Còn da dính sau đuôi đi đâu đi nè. Trong lúc chờ các bạn của Sam ra thì mình cho Sam đi bộ trước. Thường là khoảng 9 giờ rưỡi 10 giờ thì hội mới tập trung nhiều người. Hôm nay mình ra hơi sớm nên mình cho Sam đi bộ trước một vòng. Một tí mọi người ra thì mình sẽ quay các bé cuốn đó cho các bạn xem nha. Khi mình dẫn chó mèo ra công viên á các bạn, nó đi toilet thì mình phải mang theo cái bịch để mình hốt phân của nó. Đó là một cái văn hóa nuôi chó mà chúng ta nên hưởng ứng nha. Thì lúc nào con Sam nó đi ị xong mình cũng có chuẩn bị bịch sẵn để mình hốt cho nó. Cái giống chó này thì các bạn cho nó chạy bộ đi bộ nhiều thì rất là tốt cho chân của nó, vừa khỏe chân và khỏe xương nữa. Nếu mà chúng ta ít cho nó vận động á thì chân nó sẽ bị yếu và dễ bị hạ bàn, nên chúng ta cho nó vận động và chạy nhảy thường xuyên, đi bộ thường xuyên thì chân nó mới khỏe mạnh, xương nó mới tốt và nó mới ăn nhiều. Đi Sam. Đây là công viên mà hồi xưa mình định dẫn đốm ra đây chơi đó các bạn. Nhưng mà ngay cái lúc nhặt được đốm là ngay cái lúc mùa dịch, nên không được phép đi công viên chơi, nên chưa kịp dẫn đốm đi chơi nữa. Chỉ cho đốm chơi ở công viên nhỏ gần nhà thôi. Rất tiếc là chưa có dịp để chở đốm và Sam ra gặp mấy anh chị ở ngoài hội. Ở ngoài hội này chơi rất là nhiều loại chó, rất là đông, rất là vui. A few moments later. Anh chị ơi, Sam chờ nửa tiếng rồi vẫn chưa có bạn nào ra hết. Hôm nay là 1 tháng 5 chắc mấy bạn đi chơi lễ hết rồi. Thường thì trong nhóm mình chơi chung thì có khoảng 6 con Samoyed, rồi Corgi, husky Alaska khoảng 1-2 con nữa, rồi có thêm một số em lạp xưởng, poodle rồi nữa, rất là vui các bạn. Nhưng mà hôm nay thì chưa thấy bạn nào ra hết. Chắc có lẽ hôm nay mọi người đi chơi hết rồi. Hôm nay Sam hơi bị buồn luôn, đi ra đi vòng vòng vậy đó.